là công dân thành phố Hồ Chí Minh hãy luôn tiêu năm 2022 dấu ấn vàng của bóng đá nữ Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử giành tấm vé chính thức tham dự vòng chung kết World Cup 2023. Bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 29, SEA Games 31. Trong đó cầu thủ Trần Thị Thùy Trang chính là điểm tựa tinh thần của tuyển nữ Việt Nam. Trang không chỉ là một cầu thủ mà Trang còn là một nhân viên của Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1. Mặc dù đảm nhận hai vai trò nhưng Trang luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao, và đặc biệt Trang luôn là tấm gương để cho các vận động viên trẻ noi theo. Cái điểm xuất phát của Trang hơi chậm hơn so với các đồng loại, nhưng bằng cái sự nỗ lực và cái siêng năng của mình thì Trang đã hòa nhập rất là tốt. Hoàn cảnh của Trang cũng khá là khó khăn khi vào đây tập luyện. Bằng cái sự nỗ lực vượt khó của mình, Trang đã từng bước khẳng định được cái vị trí của mình. Với thành tích nổi bật 11 năm đá bóng chuyên nghiệp, có đến 7 lần vô địch quốc gia, 3 lần vô địch cấp quốc gia, 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc, 2 huy chương vàng SEA Games. Cầu thủ xuất sắc nhất trận Việt Nam thắng Philippines 2-1 tại SEA Games 31. Cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia năm 2022. Được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là cái thành tích của team bản thân Trang, mà đó là sự nỗ lực của Trang cũng như ban lãnh đạo, tất cả toàn đội đã giúp Trang để có được Trang có được cái thành công như ngày hôm nay. Đây là một cái giải thưởng lớn, và không chỉ riêng Trang mà tất cả các thành viên trong đội đều ao ước. Và thành tích này anh là một cái tiền đề và cũng như là một động lực để Trang cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai sắp tới. Trang cố gắng để nỗ lực tập luyện và thi đấu, cống hiến nhiều hơn nữa cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng như là đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh. Những dịp đầu mới thì Trang xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến người hâm mộ, và mong rằng những người hâm mộ, những người yêu mến bóng đá nữ Việt Nam nói riêng cũng như là thể thao Việt Nam nói chung thì chúc mọi người một năm mới luôn mạnh khỏe, an yên, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.